Tức là qua một giai đoạn chuyển đổi số, khi giải quyết các sự vụ trong vận hành, chúng tôi build lên các cái tool để giải quyết cho đúng cái vấn đề đấy. Khi dần dần rồi cái số lượng tool nó rất là nhiều và hệ thống càng lúc càng mở rộng, thì dẫn đến cái vấn đề là làm sao có thể scale up hệ thống này, mở rộng các cái tool, mở rộng các function mà hệ thống vẫn làm việc một cách trơn tru, trôi chảy. Hơn thế nữa là khi build các cái tool một cách đơn lẻ như vậy á, thì các cái dữ liệu nằm riêng lẻ khắp nơi, dẫn đến việc là chúng tôi không rất là khó để mà có thể là thu gom các dữ liệu lại và phân tích cùng một lúc để ra được các kết quả. Thế vì vậy á, điều đấy dẫn đến cho chúng tôi là phải đi tìm hiểu, tìm tòi các cái framework chuẩn và các cái API chuẩn, hay còn gọi là Open API, hay gọi là Open Framework của các một số các cái diễn đàn tổ chức trên thế giới mà các đơn vị chuyển đổi số đang tuân theo. Thì khi làm được như vậy á, thì nó dẫn đến việc là chúng tôi có thể speed up hệ thống một cách rất là nhanh chóng và giải quyết ngay lập tức bất kỳ một cái bài toán nào cần đến chuyển đổi số. Khi mà ở Việt Nam á, rất là thường xảy ra bão lũ ở khu vực miền Trung, đặc biệt là khu vực miền Trung. Thì tôi nhớ là năm 2017, khi mà có lũ lụt xảy ra tại khu vực miền Trung, thì thay vì chúng tôi mất khoảng 7 ngày để có thể khắc phục hoàn toàn các thiệt hại trên một cái mức độ ảnh hưởng khoảng 50.000 thuê bao trên một tỉnh thành, thì tôi đã rút ngắn cái thời gian khắc phục đấy chỉ còn có 2 ngày. Để làm được điều đấy đó, thì ngay lập tức toàn bộ các hệ thống liên quan tới từng cái nghiệp vụ riêng lẻ được build up lên, số hóa và phân tích, và ngay lập tức ra được các quyết định là các đơn vị nào cần phải làm gì mà không cần quá nhiều người chỉ huy. Tại vì khi mà có thiên tai sự cố xảy ra thì chúng ta không thể nào tập trung nhiều nguồn lực, nhiều người đến từ mọi nơi ở một chỗ và chỉ huy một cách đơn giản được.